Ngày 11 tháng 8, lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Văn Run, 28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Nguyễn Văn Run là người điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm, làm hai mẹ con ngồi trên xe ôm công nghệ Grab tử vong thương tâm vào chiều 10 tháng 8. Theo thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 13 giờ 57 phút ngày 10 tháng 8, ông TXB, 49 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, là tài xế Grab điều khiển xe máy chở theo chị VTS, 37 tuổi, ngụ Bình Dương và con trai 6 tuổi của chị S lưu thông trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, hướng đi quốc lộ 1K, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi đến giao lộ giao nhau với đường Châu Thới thuộc phường Bình An, thành phố Dĩ An thì xảy ra va chạm với xe tải do Nguyễn Văn Rôn điều khiển chạy cùng chiều bên trái. Cú va chạm làm 3 người trên xe ngã xuống đường, hai mẹ con chị S bị bánh xe cán qua người tử vong, còn tài xế Grab may mắn thoát nạn, chỉ bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra tai nạn, công an đã trích xuất camera an ninh và camera hành trình, xác định tài xế Run điều khiển phương tiện chạy lấn vào làn xe hai bánh rồi va chạm với xe máy dẫn đến hậu quả làm hai người tử vong. Theo một số nhân chứng, mẹ con chị S vừa bước xuống từ cabin xe container do chồng điều khiển được vài phút thì đón Grab để về nhà. Trước đó vài phút, Nguyễn Văn Rôn đang đậu xe tải sát lề đường để nghỉ trưa. Khi vừa lái xe đi được hơn một phút thì va chạm với xe máy đang chở hai mẹ con chị S. Cơ quan điều tra xác định tại hiện trường vụ tai nạn, xe tải nằm trên làn đường dành cho xe hai bánh. Một sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 10 tháng 8 tại xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Nạn nhân là chị NTN, sinh năm 1992, ngụ thôn Đắc Quốc Yop, xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy, Kon Tum, đang mang thai cùng với con ruột và người cháu gọi chị N là Thím. Sáng 11 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hơ Mong, huyện Sa Tẩy, tỉnh Kon Tum xác nhận thông tin này. Ông Hậu cũng cho biết thêm, địa phương đã ngay lập tức báo cáo vụ việc lên Ủy ban Nhân dân huyện Sa Tẩy và các cơ quan chuyên môn. Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể của một cháu nhỏ còn lại. Hai nạn nhân là chị NTN đang mang thai và một cháu nhỏ đã được tìm thấy. Chính quyền xã đang huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm cháu nhỏ còn lại và hỗ trợ gia đình trong việc đưa thi thể về nhà để thực hiện các thủ tục mai táng. Trước đó vào chiều 10 tháng 8, chị NTN, sinh năm 1992, ngụ tại thôn Đắc Quốc Yop, xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy, Kon Tum, đang đi gần vịnh lòng hồ Pleikrung, thì nghe thấy con và người cháu gọi chị N là Thím kêu cứu từ dưới lòng hồ. Mặc dù đang mang thai nhưng chị N đã lao nhanh xuống lòng hồ để cứu con và cháu, nhưng không may chị N không cứu được hai cháu nhỏ mà cùng bị đuối nước, tử vong. Tối 10 tháng 8, một đám cháy lớn bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà. Cụ thể, đám cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 8 tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngôi nhà có 4 tầng, tầng 1 là quán cà phê, các tầng trên để ở. Theo người dân, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà, sau đó bốc cháy dữ dội và lan nhanh lên các tầng 3, 4 của ngôi nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Thời điểm xảy ra cháy, không có ai ở nhà. Đám cháy được người dân xung quanh phát hiện và báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hải Dương đã điều động lực lượng xe chữa cháy đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy, đồng thời điều một xe thang chữa cháy tiếp cận các tầng trên của ngôi nhà. Công an thành phố Hải Dương cũng điều động lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy, đồng thời điều tiết phân luồng giao thông phục vụ công tác cứu hỏa. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không lan sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đang xác định thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ có mưa lớn bắt đầu từ đêm nay 11 tháng 8. Theo đó, thời tiết các khu vực từ đêm 10 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8 tại Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 11 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Ngày 12 tháng 8 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 12 tháng 8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Biến đổi thời tiết từ đêm 12 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 tại Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Từ khoảng ngày 18 tháng 8, mưa lớn có khả năng giảm dần. Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác.
rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ chiều tối và tối 13 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, Cơ quan Khí tượng Thủy văn vừa phát bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới, đồng thời cảnh báo lũ quét sạt lở đất ở 15 tỉnh miền Bắc do mưa lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay 11 tháng 8, vùng núi và Trung du Bắc Bộ mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10 tháng 8 đến 3 giờ ngày 11 tháng 8 có nơi trên 80mm như Minh Sơn 1, Hà Giang 89mm, Kỳ Lâm Tuyên Quang 91mm, Trường Hà Cao Bằng 99,2mm, Tràng Xá Thái Nguyên 98,8mm, Đôn Phong Bắc Cạn 91,8mm. Từ ngày 11 tháng 8 đến đêm 12 tháng 8, Bắc Bộ mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 cho tới 120mm, có nơi trên 250mm. Ngày và đêm 13 tháng 8, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến là từ 30 cho tới 70mm. Có nơi trên 180mm. Mưa lớn khả năng kéo dài. Trong đợt mưa này thì lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn nên nguy cơ rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, Tòa án Quân sự Quân khu 7 vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trí, 34 tuổi, cựu đại úy quân đội, mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tù chung thân về tội tàng trữ, mua bán tiền chất dùng vào sản xuất trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017, do chung vốn làm ăn thua lỗ, Lê Minh Trí nảy sinh ý định mua bán ma túy để có tiền trả nợ, tiêu xài. Thông qua mối quan hệ xã hội, đối tượng Trí móc nối với các đối tượng tên là Bo và Kenny, người Việt Nam quốc tịch Pháp, để mua ma túy loại MDMA và ketamin, vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, Trí đã mua của Bo và Kenny 97kg ma túy các loại, có giá là 29,6 tỷ đồng. Sau khi ma túy được vận chuyển vào Việt Nam, Trí thuê Thái Cẩm Tân, 33 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, nhận các kiện hàng và mang về cất giấu tại nhà anh ta thuê trước đó. Ban đầu, đối tượng Trí chỉ đạo Tâm đóng ma túy vào các viên còn nhộng rồi đem đi tiêu thụ. Thời gian sau, nhằm kiếm nhiều tiền lời hơn, Trí pha trộn ma túy với các chất phụ gia để làm ra viên nén thuốc lắc và nước vui. Tiếp đó, Trí thuê Từ Nam Anh, 26 tuổi, quê Phú Yên điều chế ma túy. Nhưng sản phẩm tạo ra chứa nhiều tạp chất, chưa đạt yêu cầu, nên tháng 8 năm 2022, Trí không còn thuê người này điều chế ma túy nữa. Hồ sơ vụ án thể hiện 97kg ma túy Trí và đồng phạm trộn thêm 57,3% chất phụ gia, làm tăng thành phẩm lên 227kg để bán, thu về gần 36 tỷ đồng. Đối với loại ma túy nước vui, Trí và đồng bọn pha tỷ lệ là 10% ma túy và 90% bột hoa quả, sau đó đóng gói bán ra thị trường. Trưa 20 tháng 4 năm 2023, Tâm chỉ đạo đồng phạm đi giao ma túy cho các đối tượng thì bị lực lượng cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Từ đây, đường dây ma túy do Trí bị phát hiện, khởi tố. Quá trình điều tra và xét xử, Trí và các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trí mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, tù chung thân tội tàng trữ, mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành chung là tử hình, nộp lại số tiền là 34,3 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ việc mua bán ma túy, nộp phạt bổ sung 400 triệu đồng. Hiện bị cáo Trí và các đồng phạm đã có đơn kháng cáo gửi tòa cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.